một tọa độ 5 ngày anh. Và đây là chuyến đi vào rừng sâu của mình, tìm kiếm nơi có tên gọi là suối Cá Bác Hồ. Vì bị lạc đường, còn gặp thì mưa nữa, mà trời cũng khá là gần tối. Khi đến nơi, các anh đã chia ra, người thì dựng trại, người thì đi kiếm củi, còn những người khác có nhiệm vụ nấu ăn. Còn riêng mình thì có một nhiệm vụ khác khá là quan trọng, đó là quay phim. Ha ha ha.